Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it. And we'll start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby. Hello các bạn, mình là Quang Thuận. Còn coi khí Quang Thuận nha. Chào các bạn đến với kênh của mình. Hiện tại mình đang ở khu vực biển Quy Nhơn nha các bạn. Biển Quy Nhơn. Ở phía trên lưng mình là biển Quy Nhơn nha. Nha các bạn, phía lưng mình đây. Ở phía trước đây, gần đây á. Dạ, phía trước mình đây là biển Hải Lãnh Âu nha. Đó là đường ra biển. Mình đang ở gần biển Quy Nhơn. Và cũng là khu vực ở công viên biểu dây Quy Nhơn nha. Mình nhớ các bạn đi nha. Rất vui được gặp các bạn trong clip đây tại đây. Tại đó clip trước là mình làm chỉ làm tổng công cho các bạn xem thôi. Đây là lần đầu tiên mình thấy video mà mình thấy các bạn nào mà thích mình thì cho mình một đăng ký một like nha, chia sẻ nha các bạn. Còn biển này chạm vừa bạn vừa đồng hồ là hai buồn trước. Này có dịp bình này bữa nay mình chỉ dẫn các bạn đi quay một có nhá, quay gì có chơi các bạn, quay chơi vô khỏe không, muốn nhá, bảo vô các bạn, mưa biển động các bạn, các bạn, đẹp chứ thôi, chỉ biết là giao lưu anh em bạn thôi. Ngoài ra không có gì hay. Dạo mình chỉ dẫn người đi dạo quanh khu này nhé. Đi thôi.
mày ngắn các bạn xem nhá. Mình nào có gì mình đi ngang cái dầu nào mình đẹp đẹp á, mình quay quay dài cho các bạn xem nha. Thì con này là con của mình, con tổng cục cho các bạn, con tổng cục nha. Mình quay đủ thể loại luôn, vừa du lịch mà vừa review ăn uống trò chơi du lịch thoải mái luôn. Quên tổng cục cho các bạn, không phải các bạn vô bạn hỏi là sao bên mình sao để con cơ khí mà sao cứ đi quay du lịch hay là cái này nọ là không có nha các bạn. Mọi con mình làm tổng cục nha, nên là làm đủ thứ mọi luôn, vừa trong ngành cơ khí mà vừa ngành du lịch ăn uống trò chơi thử thách nha các bạn. Mà các bạn cùng mình đi dạo hết một cái xíu nha các bạn. Mình sẽ kết thúc video tại đây nha các bạn. Rồi dạ thôi. Quân cái tên rồi. Bạn nào ở Quy Nhơn, các bạn ở gần Quy Nhơn thì còn khu vực này các bạn biết sẽ biết đó. Các bạn. Vừa tâm thôi. Chào các bạn đi. Chào. Trời mưa nha. Mưa nha, có hơi cái chế độ rồi thay màu hơi đen xíu nha các bạn. Xem video thông cảm nha. Rồi là cái độ đen. Trong tay mình chỉ là độ đen đấy. Gọi là tấu sáng đẹp lắm, sáng đẹp lắm nha các bạn. Rất là đẹp. Phía cái xe kia là ngoài đảo Trăng Ưng Đảo nha các bạn. Chỗ qua khu vực khu du lịch nổi tiếng thì coi dấu rồi đó các bạn. Mình chưa có dịp để đi á, nhưng mà trong đêm mai mình chỉ có dịp mình có đi quay cho bạn xem nha. Thôi mình vô mình quay chưa có xong ấy. Trời dạo lên kia là chỉ ghép vào khu quảng trường nha các bạn. Quảng trường nha, ở thành phố Quy Nhơn nha. Trời rất là đẹp đấy. Quay đây các bạn. Quay các bạn xem các bạn làm cái điện. Đó là kia là quảng trường này. Bây giờ kia là rất là quen chủ các bạn. Vậy nên là mình quay là bạn xem các bạn có thấy không mình nó rung á. Xin đồng cảm nha. Tay xin chia sẻ cho mình nha các bạn. Đó là một khu vực buổi sáng thôi, không phải là nhiệt đâu.